tàu phải lái. Đi vô đi. Mình về. Đưa đây. Mình về nhưng mà chờ cho nó về. Mình nhân cũng không còn nữa. Có mẹ về nên là 8 hôm qua mới đi đâu mà không biết hàng về nên là mày về cảm nhận chứ. Mày qua đây nghỉ xin lỗi. Em qua kịp mua trái cây không vào cái gì đâu. Vậy ừ, nên là nói chuyện vậy nhưng mà nếu mà hôm qua mà chạm được thì có việc gì không?